Chào chị Cẩm Ly. Vâng, Cẩm Ly xin chào quý vị khán giả nghe đài cũng như chào Kim Thanh và Minh Phương. Phải nói là chị em mình cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau đúng không chị ha? Bây giờ đâu ai nhớ nữa đâu, cho nên là Trời ơi, mình đoán trước được là trả lời như vậy luôn luôn á Phương. Nói chung là quen luôn rồi đó. tại vì bây giờ Kim Thanh đồ chỉ quen với mấy bạn tin tin thôi, mình quá lứa Tại vì những người như là chị Cẩm Ly bây giờ người ta gọi là sao Phương? À, no ấm đủ đầy rồi, đâu có nhớ tới những người như vậy nữa. Ủa, cái này là đài phải mời mình mới tới chứ, đài không mời sao mình tới được, không lẽ mình tự tới phải Thì cũng phải đá lông nheo bắn tín hiệu gì đó người ta mới biết chứ. Nói chứ lần này thì lâu quá rồi, gặp lại chị Cẩm Ly cũng rất là nhiều cảm xúc. Hôm bữa thì gặp một lần trong cái buổi họp báo với anh Đàm Vĩnh Hưng, thì bữa hôm đó là Kim Thanh cũng rất là ngạc nhiên. Trời ơi, sao mà hồi xưa mình nhìn là mình rất là trẻ, mình mới ra trường, mình gặp chị Cẩm Ly thì mình nhìn mình trẻ, mà khoảng thời gian sau quay lại thì chị Cẩm Ly vẫn vậy mà mình thay đổi nhiều quá. Sao vẫn vậy được? Tại vì nói vậy thôi chứ đâu Chứ vẫn có thay vậy đổi đâu. nhẹ đúng không chị? À, có thay Đẹp đổi hơn. chứ. Không, thật ra là Phương thấy không chị Ly, từ trước đến giờ là gần như là không thấy thay đổi gì Thật ra cả. là nãy giờ mình Phương hồi hỏi đúng rồi không nói được luôn á. Tức là cái thời của mình là cách đây cũng mười mấy hai chục năm, mà đâu có bao giờ mà nghĩ là có một ngày mình được ngồi đây ngồi kế bên cạnh vậy luôn. Thì mình ảo mộng tình yêu không, song Chúc mình ca hát tiếp không? vào ngày mai được. Được không chị? À, cái thời đó luôn hả? Dạ Đó là cũng giống như gần gần như là cái thời đầu luôn dạ rồi, đúng rồi khoảng chừng năm 2001 lẻ 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 hai vậy là 2000 phải không dạ chị? mà không chỉ Minh Phương đâu, mẹ Minh Phương cũng rất là thích chị Cẩm Ly và cứ hát biết yêu khi nào biết. Trời ơi, mẹ mà hát biết yêu khi Đúng nào là luôn rất đó, sợ ghê gì vậy đó. ạ. Phải nói là hôm bữa đó khi mà đã có cái lịch là trò chuyện cùng với chị Cẩm Ly trong ngày hôm nay, thành ra là Kim Thanh mới mở lại những cái bài nhạc mà của chị từ cái ngày mà hồi mưa bụi kìa. Đó, rồi xong mà nghe tới Làn Sóng Xanh, những ca khúc nhạc trẻ, nhạc Hoa Lời Việt, xong rồi mình bắt đầu mình chuyển qua kiểu mà giọng cổ buồn, rồi Chim Trắng Mồ Côi, rồi Dân ca các Mỹ kiểu. Phải nói là làm một lèo luôn nguyên một cái buổi trưa để nghe lại những cái bài hit một thời, thì phải nói là cái cảm giác nó nôn nao rất là lạ kỳ luôn á, giống như là mình được sống một lần nữa với cái thanh xuân của mình, và xúc động quá cho nên viết một cái status về cái thời đó. Thì sau khi viết status lên á thì mình thấy wow, Facebook của mình hóa ra toàn là fan của chị Cẩm Ly Trời không à. ơi. Vô đánh sập á hay Tại sao? là bình thường á là mình thấy là ví dụ như là các bạn trẻ bây giờ, các thần tượng, các ca sĩ trẻ đó, thì các bạn được cái bề nổi và người ta hay viết về nhiều, nhưng mà bây giờ các anh các chị mà thuộc thế hệ trụ cột rồi á, đôi khi là các fan ở một cái lứa tuổi khác, cho nên là người ta cũng nhiều khi người ta Công việc. không có biểu lộ ra bên À ngoài đúng. nữa, nói chung là người ta cứ để trong lòng thôi. Nhưng mà tới khi mà Kim Thanh viết status nó là mọi người vào comment rất là nhiều, và đặc biệt á là phát hiện ra một điều nữa là hình như là fan của chị Cẩm Ly là phóng viên văn hóa nghệ thuật cũng cực kỳ nhiều. À, tức là vô trong đó xong rồi bạn comment lên mới biết á hả, mới Đúng biết rồi, ví dụ mình không biết là chị Tư Cẩm Ly có biết bạn Hanku Hàn Quốc Việt ở ngôi sao.net hay không. Trời ơi, sao không biết? Ủa, mà như lâu rồi không có thấy. Bạn đó giờ lên sếp rồi, thì Hèn chi. bạn đó nhìn hình và có nói là chị Tư ốm quá nè, nói chị Tư cho em Việt gửi lời hỏi thăm đó. Nói việc chia bớt tí xíu mà ở đây. Chứ anh đó anh bự con lắm hả? Vâng, ngày hôm nay sau khi chương trình này Kim Thanh sẽ gửi link. Rồi anh Lê Minh Hạ có nói là lâu ngày không gặp cho gửi lời hỏi thăm. Có bạn Thanh Châu bên báo Thanh Niên. Rồi xong rồi có một bạn là Hồ Phương Giang hỏi là chị Tư có biết mình là ai hay không. Dễ sợ không? Đó. Biết rồi, nhưng mà lâu, thiệt là lâu rồi không gặp anh Hạ. Cực kỳ lâu đó ha. Cái đó là gọi như là những người nhà báo mà thế hệ đầu đầu tiên mà Lý biết luôn đó. Tại vì cũng lâu quá không thấy bên Kim Lợi hay là nhạc sĩ Minh Vi hay là ca sĩ Cẩm Ly tổ chức gì mà có thể là mời anh chị em phóng viên chúng ta cùng nhau ngồi để Hội trò ngộ chuyện hả? về chuyện xưa, hội ngộ rồi giới thiệu sản phẩm mới vân vân. Chắc là Hy cũng vọng sắp tới rồi phải không chị?
Hy vọng thôi nhưng mà không dám nói trước. Nói chung là mình cũng gửi cái thông điệp này đến anh Minh Vi đang ở ngoài phòng thu. Vâng, trước khi trò chuyện tiếp thì Kim Thanh xin được nhắc với các thính giả về hotline của ngày hôm nay chúng ta, đó là 028 3910 4866. Thì các thính giả nào muốn trò chuyện cùng với ca sĩ Cẩm Ly thì có thể gọi đến số này. Kim Thanh nhắc lại một lần nữa, hotline của chương trình là 028 3910 4866. Và bây giờ trước khi kết nối với thính giả đầu tiên thì có lẽ là mình cũng nói một cái duyên đi, vì ngày sau ngày hôm nay là chúng ta lại quyết định gặp nhau, bởi vì có một cái sản phẩm mà chị Cẩm Ly vừa ra mắt đúng không ạ? Thực ra là chưa chính thức ra mắt đâu, chứ là mình đã gọi là nhá hàng đó. Chứ còn chính thức ra mắt thì tại vì nó không phải là một cái sản phẩm này, nó không phải là CD nữa mà nó là có phần hình ảnh nữa. Cho nên là mình phải làm mà trong cái khâu mình dựng này kia, làm mọi thứ cho nó chỉnh chu thì mới sẽ phát hành. Mà bây giờ mới chỉ có đăng cái gọi là cái teaser thôi, nhưng mà thấy mọi người cũng hỏi thăm quá mà không biết là sao nó cũng chạy luồn luồn, sao nó vô tới cái đài phát thanh luôn. Ủa nhưng mà thật ra là chị lâu lắm rồi mới ra một cái sản phẩm đúng không chị? Đúng rồi, rất là lâu luôn. Chị bao nhiêu năm chị? Hả? Chị nhớ không? Không nhớ, nhưng mà chắc cũng phải trên 4 năm ạ. 2015 vậy. Mòn mỏi luôn, fan già luôn. Tại vì ủa nhưng mà trước cái sản phẩm này là đã có ra 3 sản phẩm rồi đó, tức là cái sự mà quay đó lại là mấy cái MV mà Ngoại ơi con về nè, rồi bài Song ca gặp nhau với Quốc Đại nè, và bài Tấm mảnh không hồn nữa. Đó là mình cũng đã ra từ từ rồi, nói chung là mình phải đề ba đi từ từ lại. Thì nhưng mà Kim Thanh thì không biết là cái lần này hình ảnh của cái sản phẩm này nó là kiểu gì chị ha? Cái sản phẩm này thì nó cái hình thức của nó là những cái liên khúc. Nhưng mà nó khác mọi người, liên khúc thì thực sự là liên khúc là ở đó giờ nó cũng có rồi chứ không phải là không có, nhưng mà cái liên khúc này nó đặc biệt, cái là nó dài tới 30 phút một cái liên khúc. Một liên khúc dài 30 phút. Như vậy là cái phần MV á, là mình là cùng một câu chuyện hay là khác câu chuyện chị ha? Cái này là kỳ này không phải là mình quay MV, mà cái này được đầu tư là mình quay giống như là một trên sân khấu á. Trên sân khấu như một cái phòng trà, mình bố trí như một cái phòng trà. Nói chung là thực sự ra là mình đã ngưng quá lâu, và đặc biệt là khán giả, mình cũng như khán giả cũng như mình, mà đặc biệt là những cái khán giả mà dành cái tình cảm riêng cho Tự Tình Quê Hương á, thì cứ gọi là coi như là nhắc nhở và yêu cầu hoài, nhưng mà mình không có thực hiện được. Thì đúng ra là anh ấy cũng có ủ mưu, gọi là ủ mưu là có thể năm nay nè, nó cũng đặc biệt năm 2020 nữa, cho nên là cũng định là sẽ quay trở lại, mình sẽ quay trở lại bằng cái là show Tự Tình Quê Hương. Mà rốt cuộc là tất cả mọi kế hoạch của chúng ta hầu như phải cá nhân Ly, mà nó đều sụp đổ hết bởi vì Covid. Bởi vì chị Covid là chị tìm đến, và tới tận bây giờ thì nó cũng chưa có được tất cả mọi thứ chưa có quay trở lại cái guồng máy bình thường được. Tại vì cái nghề của mình ở bên nghệ thuật thì nó hầu như là về công chúng nhiều, cho nên là cái đó nó sẽ là khó khăn. Coi như là thất hứa trong lòng thôi, chứ còn không dám nói ra trước. Bởi vậy không bao giờ mà cái gì mà nói ra trước, nói trước bước không qua, mất công lắm rồi. Thì mình nói lại có gì đâu chị. Thôi không quen. Thì cái sản phẩm này nó được ra đời, nó cũng như là một cái lời tri ân đến quý vị khán giả nói chung cũng như là Tự Tình Quê Hương nói riêng. Và nó được liên kết với nhau trong một cái liên khúc như vậy, nó có khoảng chừng 30 phút, dài 30 phút, khoảng chừng 10 ca khúc trong đấy. Nó sẽ được nối vào, đôi khi có những bài nó nói thành những câu chuyện luôn, nó cũng hơi liên liên vào một tí xíu. Và đặc biệt là cái chương trình này sẽ được quay ở trên sân khấu, được dàn dựng. Nói chung là giờ mình nói không lẽ giờ mình nói sản phẩm mình nó tốt hay gì, mà phải người xem mới được đúng không? Tức là cái sân khấu mình cũng làm rất là hoành tráng. Nó một cái hình thức như là một cái phòng trà thời xưa, rồi cũng có để cho một không gian rất là gần gũi, thân thiện, để cho đối với những người trung niên giống như cái cảm giác như thế, nhưng mà nó cũng có những màu sắc tươi trẻ, những cái sự kết hợp với một vài người để cho nó ra cái màu sắc tươi trẻ. Chị hay lộ dành hết rồi đó. Ủa chứ cha lộ. Nhưng mà cái chủ đề nó là gì chị ha? Cái chủ đề của nó là Cẩm Ly tuyệt phẩm
chuyện tình bolero xưa và nay. Yeah. Tức là nó kết hợp giữa xưa và nay, những cái bài hát xưa rồi những cái cách phối mới, những cái kết hợp mới, và đặc biệt trên sân khấu nó rất là nhìn cái không gian là có nguyên một cái dàn ban nhạc, dàn dây tất cả và ban nhạc tất cả là cũng mười mấy người. Wow. 15. Khá là hoành tráng như là một cái live show như vậy luôn. Và chị chỉ phát trên YouTube thôi. Hay là có đĩa không chị? Cái này thì mình không có tới phiên mình biết được, nhưng mà hình như là không biết có hay không, nhờ trước mắt là chỉ biết phát YouTube thôi. Với lại bây giờ trời ơi, thời buổi bây giờ hình như là ông mọi người cứ lên YouTube đâu là bấm vô cái sợt cái là nghe không à, chứ phải chi mà mọi người như ngày xưa mà tất cả đều mua đĩa đồ thì đỡ cho nhà sản xuất biết bao nhiêu, phải không? Giờ bấm vô giống như Kim Thanh giờ có nghe không? Hôm qua giờ nghe lại bài thì bấm đâu? Cũng bấm YouTube ra không? Có không? Thì dĩ nhiên là cái đó cũng có, nhưng mà với những cái sản phẩm mình đầu tư đặc biệt á, mình bán có thể là mình bán đặc biệt luôn. Để mình về mình note vô lại. Đó, nhưng mà tóm lại á, là cái lần này một cái sản phẩm chị Cẩm Ly đầu tư khá là nhiều. Nếu mà nghe từ nãy giờ thì mọi người cũng biết là chị Tư làm giống như là một cái live show. Nếu mà ai đi xem những cái live show của chị Cẩm Ly thì cũng hiểu là cái mức đầu tư như thế nào rồi. Mà lúc đầu Kim Thanh nghe 30 phút, Kim Thanh cứ tưởng tượng lại giống như là nếu mà làm một cái MV dài, một cái câu chuyện dài, nhớ giống như là sang. Một không, không, Kim Thanh học Kim Thanh, gu của Kim Thanh là Người Cùng Cảnh Ngộ đóng cùng với anh Lâm Trường cơ. Ta đổi khổ khổ. Đổi nón mà đổi ngược đó, kiểu vậy đó. Dạo này thấy cái bài đó, cái bộ nó lên sóng nhiều nha. Không, nghe lại cũng thấy hay, mà nghĩ nhìn lại cái thấy ngày xưa cũng cũng quậy quọ dữ ha. Làm như có duyên đóng với Lâm Trường là toàn là quậy Lâm Trường phá mà nghe ngược không à. Đóng có mấy bài mà hầu như là vậy không à. Trời ơi, nói chung là bài đặt khuôn ngầu rồi. Tới không ta, tới không? Nhìn ta tới không vậy, ngầu tới không? Cũng được, cũng được. Nói chung là không, mà thời đó là những cái sản phẩm vậy là Phương biết là đầu tư dữ rồi. Những cái MV câu chuyện đó thì bây giờ các bạn trẻ cũng làm lại thôi. Chỉ là bây giờ cái công nghệ nó tốt hơn ngày xưa. Chứ nếu mà về cái mức đầu tư cũng như là mọi thứ thì ngày xưa cũng gọi là đỉnh rồi đó. Vâng, nhưng mà có lẽ là câu chuyện đó một lát chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn bây giờ là thông qua hotline 028 3910 4866, chúng tôi xin được kết nối với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Vâng, xin được mến chào bạn ạ. Bạn giới thiệu về mình đi ha. Dạ, em chào chị Cẩm Ly, em chào chị Tám Sài Gòn và anh dẫn chương trình cùng với chị Tám. Minh Phương. Dạ, Phương quá nè. Rồi, bạn tên gì nè? Dạ, em tên là Hoàng, hiện tại em đang ở Sài Gòn. Rồi, bây giờ là có chị Tư Cẩm Ly ở phòng thu nè. Phải nói là lâu lắm rồi, chị Ly mới qua đài, cho nên là mình tranh thủ mình chặt chém đi ha, Hoàng ha. Dạ, thì em là một fan phải là chắc chưa 15 năm. 15 năm, chỉ hát trên 20 năm rồi đó nha. Dạ, chắc cũng gần 20 năm á, tại vì em nghe nhạc của chị Cẩm Ly là cũng từ lúc mà em học cấp 1, cấp 2 tới bây giờ. Ủa. Hôm nay là cũng... cũng 30 rồi. Wow. Dạ. Thì tuổi thơ của em là gắn liền với nhạc của chị Cẩm Ly luôn mà. Wow. Chẳng hạn như bài gì Hoàng? Trời ơi, test đó. Dạ, em thấy em nghe chị cũng nhiều lắm, nhưng mà tại vì ở nhà người lớn hay mở thì em nghe thì em xem thấm. Nhưng mà cái dòng nhạc mà chị hát mà em nghe thích đó là nhạc biên ca. Tại vì cái giọng của chị nghe rất là đặc biệt á. Nghe vào là biết liền. Có một số bài mà em thích như là bài Nỗi Buồn Chim Sáo hoặc là bài Chồng Xa. Nhưng mà có một cái bài rất là dễ thương mà các chị có MV là cái bài là Tuổi Mộng Xứ Đông á. Cái bài đó quay rất là nhí nhảnh. Đó nhí nhảnh đó. Dạ. Ủa mà bài Tuổi Mộng Xứ Đông hình như là chị quay mấy phiên bản luôn không? Em coi phiên bản bà già hả? Em coi phiên bản mà có nhóm nhảy mà giống như là có lễ hội ngày Tết đó chị. À đúng rồi. Dạ, cái phiên bản đó dễ thương. À có mấy người lớn, đúng rồi. Dạ, với lại đặc biệt là những cái bài hát mà chị song ca với một số ca sĩ nam khác như là Đan Trường hay là Lam Trường á. Thì đặc biệt là hồi xưa em đi học á thì có một số bài của chị song ca với ca sĩ Đan Trường tụi em rất là thích, như là bài Nếu Phan Ngày Mai hay là Mưa Buồn hay là Khung Trời Ngày Xưa. Với lại bài Ở Mộng Tình Yêu là mỗi lần đi karaoke là lần nào tụi em cũng mở hát. Nghe là có thể biết được là fan cũ. Trời ơi, bài xưa, những bài xưa giờ người ta test dữ lắm rồi đó Hoàng. Dạ. Những cái bài này là những bài là giống như gần đợi đầu luôn đó. Đó. Dạ. Đúng rồi. Dạ, đúng
năm chín mấy, 2000, đời đầu 2000 mấy á chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Em nhớ có một kỷ niệm rồi, xưa lúc mà em còn nhỏ khoảng 11, 12 tuổi, như năm đó 2001, 2002 gì đó, thì chị ở em ở cái xóm em là ở bờ sông á, ở bờ bờ kè, thì bờ kè đối diện người ta giống như là ủy ban bên đó, ủy ban phường bên đó người ta tổ chức một cái sân khấu ngoài trời á, thì lúc đó mời nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm, trong đó có chị nữa rồi một số danh hài khác nữa về, thì lúc đó em chạy qua em xem, thì lúc đó còn nhỏ mà nên chỉ đứng từ xa thấy thôi, cũng muốn xin chữ ký lắm nhưng mà không có xin được á, tại vì hát xong là giống như là chị xuống chị lên xe đi liền á. Dạ. Với lại nhưng mà em cũng có một cơ hội là năm 2014 là lúc mà chị làm giọng Giọng hát Việt hát. Nhí á, thì em có được tới xem, và sau đó hậu trường thì em được chụp hình với chị với lại một số giám khảo khác. Wow, Dạ. chị tự Cũng cái này nhớ được cũng chết liền. dạ 5 6 năm rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Thì tới chương trình này em cũng có câu hỏi là em cũng nghe chị chia sẻ là vừa rồi á, là chị cũng có ra một cái album nhưng mà cũng bị giờ lại do dịch dịch COVID á. Thì sau cái dịch này thì cái tình hình nó cũng khá hơn rồi, thì cái chị sẽ cái quảng bá album này như thế nào, và chị, sắp tới chị có sẽ đi hát lại không, hoặc là chị có làm những cái show nhỏ mini để mọi người có thể thưởng thức lại giọng hát của chị. Thì em thấy là thường dạo gần đây mọi người hay tổ chức show trên Đà Lạt á. Dạ. Mà chị hát nhạc bolero cũng hay, có cái bài mà Đà Lạt hoàng hôn á, Rồi bài đó nếu là mà đỉnh lắm luôn đó dạ Hoàng ơi. Trời, lần dạ nào mà xe mà đi lên tới gần tới Đà Lạt là ngày xưa là mở bài đó luôn á, chủ xe dạ mở bài đó. cái bài đó thì rất nhiều ca sĩ hồi xưa đã hát qua rồi, nhưng mà khi mà chị Cẩm Ly hát á, thì nó tạo một cảm giác rất là đặc biệt, nó khác lắm, Hay giống là như là không có hòa lẫn mà với những cái phong cách của những người khác, vậy nghe hả? là dạ nghe là nó đặc biệt quá, hơn hẳn. Dạ. Ôi, cảm ơn những tình Dạ. cảm của Hoàng đã dành cho Ly ha. Nghe Dạ. nói là những cái bài Hoàng nói là cũng như là biết được là Hoàng theo dõi Cẩm Ly như thế nào rồi. Còn cái bài Đà Lạt hoàng hôn, thực sự rằng bản thân Cẩm Ly khi hát bài đó cũng rất là thích. Tại vì có lẽ là mình là Ly là đi lên Đà Lạt quay hồi xưa giờ được quay rất là nhiều và có thể có cảm nhận được cái không khí, cái thắng cảnh gì đó khi khi mình hát là giống như mình thấy được tất cả mọi thứ luôn. Và Yeah. cái bài đó Ly cũng đã quay ở trên đó luôn. Nó rất là ấn tượng, thực sự là bản thân mình hát không phải mình khen nhưng mà mình hát mình cảm nhận mình thấy thích, mình rất là thích cái bài hát đó luôn. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Cái sản phẩm mà trong cái mùa dịch này đó là nãy giờ đang nói á, tức là hôm nay cũng giới thiệu đó là những cái liên khúc tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay của Cẩm Ly là cũng đã thu âm và cũng đã quay quay nó thành sản phẩm rồi và không biết là có nói cái ngày phát hành chưa? Trời ơi, phải Chưa nói hả? cho để người ta canh À, chứ. dạ. Hoàng ơi, và Ly nghe nhưng mà không biết xua chưa, chắc chưa, nhưng mà đúng là 19 tháng 7 này nè là chúng ta sẽ lên cái sản phẩm đầu tiên, cái liên khúc đầu tiên ở trên kênh YouTube của chị Cẩm Ly là Cẩm Ly Official. Là nếu mà Hoàng rảnh hoặc là yêu mến nhớ đón xem và ủng hộ cho Ly ha. Còn nói về cái đi hát thì thật sự rằng là bây giờ cái bên cái công bên cái nghệ thuật của mình nó cũng chưa có hoạt động lại nhiều. Tức là người ta cũng rất còn nhiều thứ, chẳng hạn như là dịch là chúng ta sẽ tập trung đông thứ nhất, thứ hai nữa là nhiều khi mình cũng nghĩ đi cũng nghĩ lại trong thời gian coi như nửa năm nay rồi mọi người Xe nháp, xe nháp. không làm ăn gì không làm ăn gì được, không phải cả cá nhân mình mà là người dân luôn đó, tức là nó cũng ảnh hưởng mọi thứ nhiều lắm, cho nên là mọi thứ nó chưa có trở lại được, kinh tế họ cũng khó khăn nữa, nhưng mà sẽ cố gắng là tại vì fan cũng đang la làng la xóm dữ lắm là muốn có một cái đêm nhạc, thì cái đêm nhạc nếu mà có thể hát được là thường thường là ở phòng trà, tại vì phòng trà thì các bạn mới nghe được nhiều bài trong một cái đêm nhạc riêng Phòng đó, trà giá mắc. thì bởi vậy nó cũng khó, nhưng mà ở ngoài thì hầu như là bầu show bây giờ người ta đâu có tổ chức nhiều, cho nó chưa có quay trở lại công việc, nó chưa có quay trở lại bình thường được. Thì nếu mà được thì không biết là có thể là lúc đó là có gặp lại Hoàng hay không thì biết, nhưng nếu có gặp lại trong cái đêm diễn đó Hoàng có đi xem có ủng hộ
thì nhớ đến và nhắc nhắc Cẩm Ly để nhớ nhớ mặt luôn nha. Chứ bây giờ nói không không thì chụp hình hồi 2014 thì tới giờ chắc là không nhớ là bạn mà nào. Mà biết bao nhiêu người nữa. Không nhớ được là bạn nào đó Hoàng. Ừ, cảm ơn Hoàng rất là nhiều nha. Ờ, mà nghe giọng ngọt vậy chắc hát cũng được Hoàng ha. Mệt quá. Sáng sớm hả? Được không Hoàng ha? Dạ. Là sao? Được hay là không? Không, không dạ được. Ồ, rồi. Là Hoàng đó hả? Hoàng hát hay lắm không? Đó, à, Hoàng muốn hát tặng chị Ly hay là muốn song ca với chị Ly? Dạ em thích song ca với đó, chị. Đó, trời, song ca gì? Song ca bài gì? Bài gì, bài gì? Dạ, chị em với chị hát bài Ảo mộng tình yêu được không chị? Wow, chị Cẩm Ly còn nhớ lời không? Chắc là nhớ được chết liền. Thôi. Chị có điện thoại đó không chị? Chị tìm điện cái thoại. Lời bài hát. Ok, để Kim Thanh nói chung là mấy chuyện này Kim Thanh làm được. Mấy chuyện này là Kim Thanh làm được. Đó, trời, không không sao, không sao. Nói chung là gài ha, gài ha. Kim Thanh gài ha. Ủa thì trời, thật sự là em cũng muốn nghe bài này. Thật sự là nhiều khi là Minh Phương cũng muốn nghe bài này luôn đúng không? Tại vì nghe nói là Minh Phương cũng rất là thích bài này. Minh Phương search ra trước chưa Minh Phương tại sao Kim Thanh click ngay chỗ này nó lại chạy hơi lâu chút xíu. Dạ rồi, rồi, có lời rồi. Chết rồi, chết rồi. Rồi. Rồi, Minh Phương đưa lời cho. Có lời. Ai hát trước đây Hoàng ơi? Dạ, nữ hát trước. Nữ hát chính. Nữ hát trước. Mình cho anh xíu nhẹ echo cho nó hấp dẫn nè. Trời trời. Được chưa chị? Rồi. Rồi, chị vô trước đi. Sáng sớm hành chị Ly. Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh, cho riêng em lòng đơn đau. Tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thấp nhưng ánh sáng lung linh, soi dọi ta trong đêm tối mịt mù, còn lại đây vây quanh em hơi ấm của anh. Mà vì đâu em yêu vội sớm chia lệ, tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời, còn lại đây vây quanh em những phút thần tiên. Mà vì đâu tan ra thành khói ngang trời. Wow. Một tràng pháo tay cho 2000 view. Đúng rồi, trời ơi. Vậy đi em đi ngủ dây dưa hả? Đúng rồi. Nhưng mà trời ơi, quá à. Nhưng mà sao là sao mà mình biết chị Cẩm Ly là từ hồi nào Kim ha? Để em kể cho nghe. Em còn nhớ nha, năm đó là em học lớp 8, đó là năm đầu tiên và duy nhất em mua đĩa gốc của một người ca sĩ. Ừ. Lúc đó em mua cái đĩa là Cơn Mơ Hoang Đường, Phố Hoa Cơn Mơ Hoang Đường. À. Rồi em mê dữ lắm, em bỏ 35.000, chị biết không, học sinh ngày xưa làm gì có 35.000. Để dành một tuần trời đó, trời ơi. Trời 35.000 đó chị Tư ơi, trả lại cho em 35.000 tình dễ đi. Ủa gì kỳ á, sao tự nhiên là đang hâm mộ chuyển qua đòi nợ vậy? Nợ ưng tình, nợ ưng tình. Rồi em mê lắm nha, rồi ngày xưa cái gì cái gì của chị Tương cũng nghe nha, Tình Xuân nè, nghe từ Tình Xuân qua tới MV tất cả mọi thứ luôn. Thì dần dần bây giờ em già rồi, thực ra những cái bài sau này của chị Tương em thú thật là em cũng không có thời gian nghe nhiều. Nhưng mà cái khoảng thời gian trước á, tất cả những bài của chị là em thuộc hết. Em thuộc hết luôn đó. Ví dụ. Ví dụ ha, Người Về Cuối Phố, Trọng Sa, Hoài Công, Tiết Hồng. Trời. Có một cái bài em rất là thích là cái chị song ca với chị Minh Tuyết là Đã Xa Cuộc Tình. Bài này là em đu lên tông nữ em hát theo chị luôn. Ủa nhưng mà đã có hát ở trên Facebook chưa, sao chưa thấy vậy? Có, nhưng mà em tự thu trong một cái đĩa của em và em để dành mình em nghe. Chứ em chưa có chứ trước khi em chưa có quảng bá làm sao biết được, chưa có nghe được, chỉ nghe được mấy bài kia thôi. Nhưng mà em rất là thích bài Trầm Xa. Em rất là thích bài Trầm Xa. Trầm Xa. Hồi nãy mấy anh chị nói có một cái ý em rất là thích là những cái bài cũ á, bây giờ em nghe lại thì đúng là chất lượng âm thanh nó không có mới như bây giờ, nhưng mà nó vẫn hay, nhưng mà nó em muốn nó chị làm nó lại bữa nào rảnh đó chị, ngồi chị làm lại mấy bài đó hết. Bữa nào rảnh. Làm lại là làm sao khi tức là chị là mình phối theo kiểu hiện đại bây giờ, không phải là kiểu nhảy giật giật ha, nhưng mà là nó vẫn là pop như vậy, nhưng mà em muốn nó một cái mùi âm thanh nó mới và với cái giọng hát của ngày bây giờ.
để người ta có một cái sự so sánh giữa hai thế hệ á. Hiểu rồi. Em thích như vậy, em thích nghe một bản cũ và một bản mới. Giống bây như giờ ở là mỗi gọi giai là đoạn thu hồi lại. Kim, hồi nãy cái này là Kim Thanh là dụ chị Cẩm Ly là trước khi vào phòng thu luận, tại phải vì một năm đúng rồi chị ơi, hay lắm. anh Lam Trường ảnh có ra hai cái mùa mà Lam Trường Nai PM Live á, là tức là những cái bài của ảnh hit ngày xưa ảnh Anh tuyển tự chọn ra, cover lại. ảnh cover lại, nói chung là hòa âm phối khí thì có bài thì làm mới, còn có bài thì cái bài nào mà Đa số đặc là lấy trưng y về á, chang. đặc trưng về bản phối mà người ta đã nghe mà in sâu rồi thì sẽ giữ cái bản phối cũ nhưng mà nhạc làm lại mới nè, và giọng hát của bây giờ thì phải nói là hiệu ứng rất là tốt luôn đó Kim. Đúng rồi. Bữa em có nghe, em mò trên mạng, em không biết là bản này người ta phối lại của chị hay là do chị nữa, mà có bài Trầm Sa mà phối lại theo kiểu nó hơi hip hop á. Không, không hề đâu, chị không có vụ mà hát thì Vậy dùng sao là hip ai hop. đó nó phối lại rồi, Ai nhưng mà đó? À, chị hiểu rồi, tức là vẫn là giọng của chị nhưng mà là cái bản phối khác á hả, hip hop hả? Vậy là cái dạng giống như ngày xưa mà trong mấy cái buổi trường ở gấp ra đó. dạ đúng rồi Rồi kiểu như không không là không không phải vô trường đâu em, nó không có quá giật đâu chị, nó à, vừa phải à. Mà không nhưng vô mà lúc đầu cái nhạc guitar rải rải nhẹ nhẹ tặng nó cái vô nhạc bùm chắc bùm thôi cái đó bùm là dây đi em đừng ngủ dây thôi cái dưa đó là đó. người ta làm rồi, giống như Ủa Kim, giống như Kim làm rồi chứ không có vậy, không có làm gì đâu. vậy hả? Không mà cái ý mà cover thì rất là nhiều người nói với Ly rồi, là thực sự ra fan cũng đề nghị rất là lâu, tại vì sau này á là mấy cái bạn mà cùng thời với mình á là làm lại rất là nhiều rồi, và đặc biệt cứ nghĩ là không, đừng nghĩ là đó là bài cũ, nhưng mà nó là những cái bài nó là in sâu vào cái lòng của khán giả của một cái thế hệ, cho nên là mà những thế hệ mới mới vẫn thích những cái ca khúc đó nha, cho nên là mấy bạn nó cover lại rất nhiều, và đặc biệt bạn trẻ mấy bạn trẻ cũng cũng cover lại những cái bài của nghệ sĩ trước nữa, và fan rất là mê, mà bản thân Ly cũng rất là mê luôn, mê những cái bài ngày xưa rất là nhiều luôn, cho nên là nhưng mà có điều là cái khâu đó thì nó không tới phiên mình quyết định, cho nên là mình không biết được sao, mình rất muốn, fan rất là muốn, mà nãy vào Kim Thanh cũng nói luôn đó, tức là fan chỉ cần nghe cái giai điệu của cái bài hát thôi, chỉ nghe cái giai điệu thôi là đã la rừng rừng lên rồi, là nó in sâu vào từng cái giai điệu cái bài phối luôn. Kim ơi, mình cũng có khả năng ca hát đó, mình xong ca bài đi Kim. Nó sẽ kỳ vậy đấy, nãy giờ mồi chài hoài vậy trời, không ca hoài vậy ta, nãy giờ Minh Phương đang đợi hát kìa mà Kim ơi. Làm không lợi luôn. Bạn cũ muốn mong nhà hát với Kim kìa. Rồi bây giờ Kim nghĩ là nếu mà hát với chị Ly là Kim hát bài gì? Em hát cái gì mà em đu thông được chị Ly, ví dụ trời như là Trầm Sa nè. Đó, Trời Trầm Sa Trầm nữa. Sa vẫn là Trầm Sa. Tình em đu được nè. Trầm Sa, Người Về Cuối Phố được không? Người Về Cuối Phố hơi hơi cao cao khúc sau á nha. Là Chị Minh khúc Tuyết. sau em nhiều nha, chị Ly hát chỗ cao. Cái nam tới bé hát chỗ cao chứ, nó ngược giọng lại chứ. Em tẹt giọng em sao? Tẹt thôi, giọng của em mà nghe rồi nghe, cao lắm, vun vút luôn nha. Rồi, Kim Thanh lấy bài của bài Trọng Xa rồi nè, ai hát trước nè? Dạ trời ơi, cái gì mà lẹ dữ vậy? Lẹ mà, làm lẹ mà, Kim hát trước hay là chị Ly hát trước? Để cho trước cho. Mấy bài mới không có thích hay sao mà nghe bài cũ không vậy? Đây nè chị Ly, Ừ? lời Bài đây. mới cũng được chị, bài mới hát cái gì đi ta? Bài gì? Ngoại Cái ơi gì? con về kìa, sao không hát? Ngoại ơi con về hát Trầm Sa hoài vậy? Bây giờ chồng bỏ qua bên đi, giờ nhớ nhớ về ngoại đi, nhớ chồng hoài hà, bỏ chồng qua bên đi. Ở đó em không có thuộc đâu, Không em có không có thuộc thuộc. hả? Không có thuộc hả? Rồi, vô trước Trọng Xa đi nè. Vậy bài mình biết không? Dạ không luôn. Mình ơi, mà không Mình biết ơi, nữa mình hả? ơi. Vậy là anh chỉ thích mấy bài xưa thôi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, hồi nãy em có thú nhận thật rồi mà, em thích rất là nhiều. Bây giờ là thích người khác rồi, cái Không này đó, là ký ức thôi, phải bây không? giờ đúng như chị Kim Thanh nói là em nghe em để đó chứ em không có bách đánh rơi liêm sỉ em gọi lên giao lưu đâu. Rồi, bây giờ Kim vô trước đi. Ủa, em vô trước hả? Ừ, vô trước đi. À, là hát không chơi, stay không nha, cũng không Đúng rồi đó, hát chay vậy. á. Để lấy cái tâm nha. Lấy cái tông rồi tôi hát không được. Thì tôi đu theo, tôi hát câu nào không được thì anh hát thôi. Rồi. Chỗ này. Em Wow. ngủ luôn được Ngủ chưa? không? Ngủ chưa? Ngủ chưa Kim? Chưa, trời ơi. Chưa ngủ hả? Tưởng ngủ mất Sao tiêu chưa? Em đang phấn khích lắm mà. Đang phấn khích hả? Chị, Trời ơi. chị Ly nói là Kim hát mới đầu vô hơi cao. Ủa hơi cao hả? Không thì thôi, thì bây giờ liền hát cái đó vô cái điệp khúc là vừa rồi à, chúng ta chia sẻ lẫn nhau Ý là chị ha. Lê muốn hát lại à? Không có đâu.
Rồi 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 bây giờ là vậy được chưa? Bây giờ mình nhường cho thính giả khác nha Kim nha. Thật ra không muốn nhường luôn á. Muốn chiếm sóng luôn phải không? Em muốn chiếm sóng luôn, em muốn tràn diễn đàn ở đây luôn. Đó, em giỡn thôi, nhưng mà em cảm ơn chị Tám. Em thích Tám mà tại sao không share trước, hay là em bị trôi cái này mà bây giờ mới thấy được. Em vô là nửa chương trình rồi. Thôi mình coi lại, mình lên xong mình coi lại cái phần livestream sao đó. Yeah. mà bên fanpage của mà bên trang của chị Minh Phương, ở lộn, của bạn Minh Phương chết rồi chết cũng không lấy xe luôn. Hôm nay em phải thấy lại em tức ghê, bởi vì câu chuyện em chỉ đến được với chị có nửa chương trình thôi, chị Lia. Ủa vậy là không có theo dõi cho nên là không biết hả hay sao? Không phải, tại vì em bị trôi tin trên feed á, tại bạn cũng nhiều á, các em không thấy. Xong rồi cái hồi nãy em mới thấy là Minh Phương xe là cái nó chỗ chị Ly. Ừ. Đấy, mẹ nó thì đây đây là lần đầu em đến Rơi Liêm Sĩ, em gọi em giao lưu đó. Trời à, ơi. Có một kỷ niệm như vậy nữa, ngày xưa em có thẻ fan club của chị nữa đó chị Tư. Dạ có không thì cũng dạ. Thẻ cứng, ngày xưa chị là ca sĩ, chị và anh Đăng Trường là hai người duy nhất em làm thẻ fan club và có thẻ cứng. Nó nghe nãy giờ viết bây giờ vậy đó. Nãy giờ nói chuyện cũng cảm thấy hơi buồn tí xíu á Thanh, tức là thấy cũng vui là Kim cũng yêu thích mình, nhưng mà là ngày xưa thôi. Ngày xưa, dạ. ngày nay không còn nữa. Vẫn yêu đó chứ. Chị đừng nói vậy, chị đừng nói vậy. Thì đó em nghe tới nên những cái bài ngày xưa, ngày nay là không còn quen nữa, hết quen rồi, hết biết rồi. Ngày xưa tụi em nghe xong rồi tụi em làm gì, lấy một cuốn sổ ra viết lại, tụi em ai cũng sẽ có một cuốn sổ nhạc, cho nên nhớ rất là dai. Còn bây giờ thực ra là em đi làm công việc quá nhiều á, mình nghe nó cũng trôi. Ừ, hay quá, giọng này bà Tư nè, hay quá. Mình cũng không có thời gian để mình có thể là bây giờ hot youtuber đó chị, hot streamer, tại người ta làm clip kiếm tiền chứ hơi đâu mà đi nghe đâu có ra tiền đâu, nghe đâu có ra tiền phải không Kim? Người ta cũng nghĩ, chị cũng nghĩ 4-5 năm mà, đúng không? Đó bây giờ chị trở lại để người ta nghe lại đó. Rồi nói nghe nè. Dạ. Chị Minh Phương chị Bình lắm luôn á. Trời ơi, chị Bình Kim lắm, bây giờ cứ nói chị mà Bình vẫn Bình lắm. Nói chung là ngày hôm nay rất là tội nghiệp chị Minh Phương. Chắc em chết nhầm luôn. Rồi, chắc là mình nhường cho thính giả khác đi Kim. Dạ. Ha. Dạ, em chào Kim Thanh, chào Minh Phương, em chào chị Cẩm Ly. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chào I love Kim you, chú Cà Mò. Ok, chào Kim nha. Sẽ hy vọng là sẽ thưởng thức được một vài bài nữa của Kim ở trên 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 mạng nha. À. Để biết rằng là vẫn còn yêu mến mình. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp chuyện với thính giả tiếp theo, mới có hai người mà sắp hết giờ rồi mọi người chết ơi. Rồi, chết rồi. Vâng, bây giờ người thứ ba có lẽ là chốt sổ luôn ngày hôm nay. Vâng, xin được chào thính giả đầu dây bên kia. Alo. Alo ạ, em chào chị. Dạ, em tên là Quỳnh, em hiện tại đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh á. Bạn Quỳnh. Dạ, em... dạ. Ừ. Rồi. Chị Ly tính điều tra thử coi bạn này quen hay lạ hả chị? Không có nghe, tại tên nghe Quỳnh gì á, chứ phải là Quỳnh không? Tên Quỳnh hay là không Quỳnh gì bạn hả? Dạ, tên là Quỳnh Lan ạ. Ồ, Quỳnh Lan. Nghe rõ ràng Quỳnh Lan. Ồ, dễ, dễ sợ quá. Ghê thiệt. Em sợ quá nè. Sợ luôn á, mình sợ luôn đó. Ok, chào Quỳnh Lan. Rồi, dạ. Muốn hỏi gì nè? Dạ, em rất vui khi được biết hôm nay có các anh chị, đặc biệt là chị Cẩm Ly tham gia chương trình hôm nay. Em muốn có một số câu hỏi hỏi chị là... em được biết là chồng của chị là anh Minh Vi. Thì em hỏi là... anh không biết là anh Minh Vi đã có ảnh hưởng như thế nào đối với sự nghiệp của chị không ạ? Bởi vì chị đã quá thành công trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình rồi. Và có bao giờ mà anh Minh Vi là sẽ khuyên chị là nên ít hoạt động lại để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình không ạ? Anh đang ngoài phòng thu luôn á. Anh ơi, anh Minh Vi ơi. Chị chào Lan. Thực ra thì chị nghĩ là nếu mà người ngoài nghề á thì còn có thể, chứ còn người trong nghề thì quá quá rành và quá hiểu về cái công việc cũng như cái cuộc sống của cái nghề này, thì chị nghĩ là cái câu đó thì không bao giờ có xuất hiện ở trong cái cuộc sống của chị rồi. Tại vì ảnh là người sẽ đồng hành với chị, mà khi mà đồng hành như thế thì biết tất cả, như cái công việc, cái giờ giấc, tất cả mọi thứ, thì chỉ có việc là chị phải sắp xếp làm sao để cho nó cân bằng giữa công việc và gia đình, nó cho nó hợp lý hơn. Tại vì vợ chồng cùng đi với nhau như thế và biết được công việc của nhau, cho nên là chị nghĩ không có kiểu mà ảnh kêu chị là phải, có thể là ảnh nói chị sẽ bớt, ảnh cũng sẽ không nói mà ảnh sẽ thực hiện. Ví dụ nếu mà giờ sức khỏe của chị không được tốt, hoặc là con cái
những cái gì cần thiết trong cái ngày đó cần thiết cho con cái nó quan trọng hơn thì ảnh sẽ cắt và giảm bớt đi, chứ không có thể khi nào mà ảnh nói nghỉ bớt đi, bớt làm việc đi để lo cho gia đình, thì điều đó thì anh sẽ nhìn thấy và anh sẽ tự cân bằng được, không cần chị phải lên tiếng hoặc anh phải lên tiếng. Cũng nói cho bạn biết là nhạc sĩ Minh Vi á, là ông xã nhưng mà cũng gọi là quản lý đi tất cả mọi thứ. Đúng. Cho nên là cái chuyện mà anh thấy mà nhiều quá tự động anh ngưng, anh không chịu nhận show vậy thôi. Đúng rồi. Là lịch anh nắm mà. Bây giờ một ngày là hoạt động là bao nhiêu show đi ở đâu này kia là anh nắm hết trơn, mà nhiều ít là do anh quyết mà. Đúng rồi. Đó. Yên tâm ha. Dạ. Vâng. Là bởi vì nhà em từ ông bà cho đến ba mẹ và từ nhỏ đến lớn thì rất là thích và mến mộ cái giọng hát của chị, thường xuyên là cuối tuần nào hay là lúc nào rảnh thì nhà ba mẹ em đều bật nghe nhạc của chị hết. Nên là em có thêm một câu hỏi nữa hỏi chị là em được biết là vào năm 2015 chị có gặp một số vấn đề về giọng hát nên là không hát được. Nhưng mà lúc đó thì chị cũng không có chia sẻ nhiều với mọi người. Không biết bây giờ thì chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là về cái giai đoạn đó thì đối với chị cảm thấy như thế nào hay không ạ? Cũng theo dõi ha. Thực ra thì đúng là trong khoảng thời gian mấy năm gần đây chị bị bệnh, nhưng mà thực sự nó không phải là liên quan tới, không thực sự là chị không phải bị, mọi người cứ nghĩ là chị bị về giọng hát. Yeah. Nhưng thực sự nó không phải, mà là chị bị xoang. Xoang chị khá là nặng, cho nên nó làm cho cái giọng chị nó bị nghẹt đi. Giọng chị nghe như nghẹt mũi, chứ thực sự không phải chị bị về thanh quản, chị không bị về thanh quản. Nhưng mà trong thời gian đó thì chị vẫn còn hát, chị ngồi ghế nóng. Chị ngồi ghế nóng rất là nhiều, tại vì bị hạn chế về cái mức cái giọng như thế, cho nên chị ngồi ghế nóng, nhưng mà chị vẫn đi hát rai rai. Nhưng mà sau mấy năm sau nữa thì nó cái giọng chị nó nặng quá, cho nên là chị phải đi chữa trị. Thì trong khoảng thời gian đó thì chị cũng rất là buồn vì mình không có được hát. Nghề chính của mình vẫn là ca hát, ca sĩ. Nhưng mà chị vẫn thường nói, chị nhìn đi rồi chị nhìn lại cái quãng đường vừa rồi thì chị cảm thấy chị thầm cảm thấy mình cũng vẫn còn may mắn. Yeah. trong cái xui rủi của mình nó vẫn còn may mắn, thì người ta hay nói trong nghề, ta nói là tổ cũng thương cũng đãi và khán giả cũng yêu mến mình. Cho nên trong khoảng thời gian chị không có được đi hát thường xuyên thì chị lại có một công việc mới, đó là chị ngồi ghế nóng làm giám khảo, làm huấn luyện viên. Yeah. Thì cái đó ít nhiều là nó cũng trong cái nghề của mình, nó liên quan tới cái nghề ca hát của mình. Và những cái gì mà chị không làm được, chị không thể làm được trong thời gian đó, không thể hát, không thể ấy, thì hầu như là chị dồn hết để mà giống như chị nhờ thí sinh của mình nói hộ mình, hát giùm mình tất cả những cái gì, thì nó là cũng là một cái để làm cho chị liên tục trong cái sự nghiệp của chị không được bị gián đoạn, nhưng mà nó lại cho chị một cái cảm giác trải nghiệm mới rất là thú vị trong cái một cái môi trường mới như thế. Và cũng một lần nữa là khi mà ngồi ở cái cương vị mới như thế, chị cũng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả dành cho mình. Tại vì chân ướt chân ráo mới vào ngồi huấn luyện viên với giám khảo, trời, nó ngơ ngơ ngáo ngáo giống như lần đầu tiên làm The Voice Kids, không hiểu gì luôn á. Cái tên mà chị ngồi ghế nóng thì em sợ lắm, sợ chị bị ăn hiếp. thì thật sự là lúc đầu chị không biết hoàn toàn, cái mấy cái tập đầu tiên chị quay chị bỡ ngỡ, chị không biết hoàn toàn một cái gì, chị nói giống như là mình đang mò mẫm dò đường vậy, mà mình cũng nói trước với tất cả mọi mấy cái giám khảo khác là trời đừng có chặt em nhiều, trời em không biết gì hết. Nó rất là bỡ ngỡ, nhưng mà cái gì mình cũng phải có bước đầu, rồi sau đó mình sẽ có được những kinh nghiệm, mình biết được, mình hiểu chuyện thì mình làm thôi. Thì cảm thấy rất là vui và chan hòa với tất cả mọi người. Sau đó cũng đâu ai làm lại chị đâu. Đâu có, chị đâu có làm gì đâu, chị đâu quýnh quýnh hay là chị làm gì đâu. Chị chỉ nói thôi em mà. Nhưng mà chị nói ít, chị làm nhiều. Cái giai đoạn đó là Kim Thanh bây giờ bán đứng, là kể chuyện hậu trường bán đứng là hồi đó Kim Thanh lúc đầu là không biết là chị Ly bị mất giọng. Yeah. Rồi sau đó là thấy bả đi ngồi làm giám khảo hoài. Mới nói là trời ơi, gì mà bài thì không ra, cứ ngồi làm giám khảo hoài ha, bực quá. Gặp chị Ly á, chọc chọc vậy, xong rồi chị Ly mới nói là trời ơi, tôi bị mất giọng, tôi có hát được đâu, thì bây giờ phải cho tôi đỡ nhớ nghề với lại tôi kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Cái đó cũng thương chứ, nếu mà thật sự ra trong thời gian đó mà không có công việc đó thì chắc ở nhà chắc gọi là dùng từ là chết già luôn á, chết luôn á, thiệt. Nhưng mà cái đó nó cũng đỡ, mà nó cũng có cái vui và nó cũng có cái hay, và mình truyền dạy cho các học trò của mình, nhưng
thông qua cái môi trường đó mình cũng học hỏi được rất là nhiều điều, rất là hay luôn. Thật ra là hồi đó em cũng sợ, em nói là có khi nào mà chị hát lại không được nữa hay không. Lúc đó em nói nếu mà như vậy thì như thế nào? Rồi thật sự là cũng lo đó. Bản thân của Ly cũng đã nghĩ đến vấn đề đó luôn, tại vì nó quá lâu và nó cứ bớt rồi lại không, bớt rồi lại không. Nhưng mà nếu như nhớ tất cả mọi người đã xem những cái MV mà trước vừa rồi Ly ra đó, chẳng hạn như Ngoại ơi hay là Gặp nhau Tấm hay ảnh là không Tấm ảnh hồn. không hồn, thì nó sẽ được thu theo từng giai đoạn khác nhau, thì mọi người sẽ nghe cái giọng nó của cái mic, những cái MV nó sẽ khác, tức là mình dần dần hồi phục từ từ đó, cho nên là có bài nó nghe nó lại rất là đục, nó trầm xuống. Cái bài thì như Gặp nhau thì nó đỡ hơn, ví dụ như vậy, thì mình cảm thấy cái niềm vui đó là gọi mình dần cải thiện, chứ mình không dám nói nó phục hồi hoàn toàn 100%. Dạ, thật sự là chị Ly là làm cho Kim Thanh lo cũng rất là nhiều điều, giống như là cái hồi làm live show Tự Tình Quê Hương thì cái chân cũng bị vấn đề. Xong rồi anh Minh Vi nói trời cái này không biết là ít bữa là có phải đi nạn và cái chân có trở lại bình thường được hay không. Là sau cái sự cố cái live show đó là mình cũng phải giật mình, rồi xong mà nghe anh nói là bây giờ anh không có thể nào mà làm show được Thanh ơi, tại vì giọng của chị Ly giờ vậy rồi. Mình nghe là mình thảng thốt luôn, ý là mình người ngoài thì mình không biết là cái tâm lý của chị còn như thế nào nữa. Nhưng mà bạn bạn Lan ơi, rất tiếc là thời lượng chương trình cũng không còn nữa rồi, cho nên là bây giờ kịp để bạn nói lời chia tay chị Ly ở đây đi bạn Hay là mình tràn sống ha. Em chết. Lan còn nghe chương trình không Lan? Dạ vâng ạ, em đang nghe đây ạ. Rồi, bạn nói lời chào tạm biệt với chị Ly đi nè. Em chúc chị có thêm nhiều sức khỏe và là thành công trong công việc, con đường sự nghiệp của mình nha chị. Chúc chị sẽ ra nhiều tác phẩm mới, album mới lên nha chị. Ok, chị cảm ơn Bình Lan rất nhiều. Chị cũng rất là mong có được được nhiều sức khỏe để có thể làm được những cái dự án tiếp theo. Và chị cũng cho chị gửi lời chúc đến ông bà với ba mẹ em cũng như toàn gia đình mà đã dành tình cảm cho chị ha. Chúc cả gia đình được thật nhiều sức khỏe ha, nhiều niềm vui trong cuộc sống và hy vọng sẽ gặp lại em ha. Bye bye Lan nhiều. Rồi thật ra là trời, Kim Thanh đã chụp màn hình lại rất là nhiều bạn à, ngày hôm nay bận không có giao lưu được, nhưng mà các bạn nhờ Kim Thanh hỏi thì số câu hỏi là khoảng 20 câu lận, nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, không có Giờ thể hả? đọc được Không có luôn, tràn sóng được luôn không hả? tràn sóng được luôn, cho nên là bây giờ chắc là nhờ chị Cẩm Ly là chào tạm biệt các thính giả luôn đó. Một lần nữa Cẩm Ly xin cảm ơn ban biên tập của chương trình, cũng như cảm ơn Kim Thanh, Minh Phương hôm nay đã có một cái cuộc tạo một cái buổi mà có thể trò chuyện, lâu lắm rồi mới được có dịp trò chuyện trên sóng, nhưng mà tiếc là chỉ có trò chuyện được có ba bạn thôi. Nãy giờ nói Kim Thanh là chúng ta có thể tràn sóng được hay không, tại lâu quá mới mời người ta lên, nhưng mà Kim Thanh không chịu, cho nên là Thôi tháng sau mình làm tập 2 đi chị. cho nên là gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý khán thính giả gần xa đã yêu mến Cẩm Ly trong suốt một cái quãng sự nghiệp này, cũng như trong cái thời gian khó khăn vừa rồi, luôn luôn đồng hành với Cẩm Ly. Cẩm Ly rất là trân trọng những tình cảm đó và hy vọng rằng mình sẽ có được một sức khỏe tốt, cũng như tất cả quý vị có được sức khỏe tốt để có thể làm được những công việc, những dự định của mình để tri ân đến quý khán giả trong một ngày gần nhất là cái show Tự Tình Quê Hương, đó là trước tiên, còn sau này là những cái dự án xung quanh đó là có thể thực hiện được để gửi đến cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ còn yêu mến và dành tình cảm cho Cẩm Ly nhiều đến mức nào thì Cẩm Ly nhận hết mức nấy luôn. Dạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, một lần nữa thì cảm ơn chị Cẩm Ly đến với khách chính chị nha.